Hello, chào một người yêu thích hàng bãi. Em có một con máy sưu tầm. Sưu tầm cho anh. Nó là một con Honda 4 thì nha mọi người. À, nó máy khắc chữ Honda kia mọi người. In Thailand, hàng chính hãng Honda này là gửi 25 nha mọi người, gửi 25 nha, nó đẹp như một con máy khui thùng. Biết con này đổ xăng chưa? Quá đẹp. Ơ mọi người, quá đẹp luôn. Tâm rồi, quá đẹp rồi. Mã của nó là UMK425U nha, UMK425 là GX25 tay ga bóp này, công tắc tên này lái, còn gì nè, Honda UMK425 này tầm ba mấy ly. Chén đồ đầy đủ, chén cỏ chín luôn, nói chung hàng zin quá đẹp, lông lanh lông lánh. Hàng này thì về chắc đồ xăng là nổi. Này là 4 thi nha mọi người, này để cho mọi người hai triệu hai trăm năm mươi nghìn gửi 25. Mới 4 thì nha, quá đẹp luôn ạ. Về xe bán vậy nha mọi người, không bao ship nha, tay ga bóp mà đẹp. 2.250.000 nha mọi người. Anh em nào mua thì chuyển khoản vào số tài khoản phần mô tả và nhấn địa chỉ để em ship hàng ha. Rồi, chào mọi người nhé.